Không biết từ khi nào mà tớ đã tạo một tâm lý cảnh giác mỗi khi ngồi xuống xem phim ở rạp. Liệu người ngồi đằng sau có bị cuồng chân không nhỉ? Hay cặp đôi bên cạnh liệu có quyết định bình luận về tất cả những gì sẽ diễn ra? Tớ không nghĩ mình là một người quá khó tính, nhưng với việc đã bỏ ra một số tiền không nhỏ và 2 tiếng quý giá của cuộc đời, tớ cảm thấy mình xứng đáng được buông lỏng và hưởng thụ trải nghiệm đó trong sự yên bình. Chắc chắn đây không phải là mối lo của chỉ một người, cho nên bố già đã ghi điểm về khán giả ngay từ những giây đầu tiên, khi cho người xem một phân đoạn duyên dáng, nơi các nhân vật trong phim nhắc nhở khán giả về những phép tắc cơ bản ở trong rạp. Hiệu quả tức thì mà cảnh ngắn này mang lại khiến tớ ước rằng nó sẽ được học tập bởi tất cả những nhà làm phim khác, không chỉ ở Việt Nam. Và phân cảnh đó chỉ có thể đến từ một đạo diễn thực sự yêu phim. Nhưng tình yêu liệu có là đủ để làm nên một tác phẩm điện ảnh hay? Bố già gật đầu chắc nịch bằng cách tiếp nối với một cảnh mở đầu phim ấn tượng. Đó là một cảnh quay dài không ngắt, cung cấp cho khán giả đầy đủ những thông tin cần biết về bối cảnh của phim là một Sài Gòn hiện đại, nhộn nhịp, về các nhân vật đầy màu sắc trong gia đình ông Sang và mối quan hệ của họ. Rất phức tạp nhưng lại rất đỗi quen thuộc với người Việt Nam. Ngõ hẻm nơi chị em ông Sang sinh sống cũng hiện lên thật mộc mạc, duy trì được sự cân bằng hiếm thấy giữa sự thực chân trụi và chất điện ảnh, thể hiện sự đầu tư hơn cả mức chỉn chu về mặt hình ảnh của đoàn làm phim. Và đó là một tuyên ngôn bạo dạn với khán giả, rằng ít nhất là ở góc độ kỹ thuật, họ sẽ được cung cấp thứ mà họ chưa bao giờ có được từ một tác phẩm điện ảnh Việt nào khác. Như vậy, chưa cần biết mâu thuẫn mấu chốt của câu chuyện là gì, người xem bị dụ dỗ một cách thuyết phục lên một con tàu không rõ sẽ đưa họ đi về đâu. Và đó chẳng phải là điều chúng ta nên kỳ vọng từ mọi chuyến đi hay sao? Bởi phải tới những vùng đất lạ thì chúng ta mới có được những bài học sâu sắc và tìm được bản thân chứ. Nãy tớ chưa kịp nói, một trong những lý do quan trọng nữa làm giảm hứng thú của tớ với rạp chiếu phim còn là sự chai lì với hầu hết phim thị trường bây giờ, nơi những tình tiết được tạo ra với mục đích thúc đẩy một thông điệp, khiến phim trở thành những luận văn không có phản biện, hoặc nếu có thì cũng chỉ được đưa vào trong một khổ ngắn để đỡ bị mang tiếng là thiếu khách quan. Và như vậy, nó không còn là một câu chuyện mà trở thành một tài liệu tuyên truyền. Vậy một câu chuyện hay là gì? Đó là một câu chuyện cho chúng ta những nhân vật mạnh mẽ với những lý tưởng rõ ràng, rồi quăng họ vào những tình huống trớ trêu, nơi những lý tưởng đó sẽ được thử thách đến tận xương tủy. Và đó chính xác là những gì chúng ta có được từ hai nhân vật chính của bố già. Hai bố con ông Sang dù hết mực yêu thương nhau, nhưng vì những khác biệt quá lớn trong hệ tư tưởng thì sẽ khó ngăn được những vết nứt sâu sắc đang chờ đợi mối quan hệ của họ. Thật đau lòng nhưng cũng thật đẹp khi điều đó đến một cách tự nhiên mà không bị phụ thuộc vào câu chuyện. Sớm lấy được tiếng cười của khán giả với những lời thoại duyên dáng, hài hước thì ekip bố già cũng không quên cảnh báo khán giả rằng chuyến đi này của các nhân vật sẽ không dễ chịu một chút nào. Lời cảnh báo đó xuất hiện khá sớm khi cuộc vui tưng bừng của gia đình chị em ông Sang bị cắt ngang bởi ông em út say xỉn. Cảnh này thể hiện khá chuẩn xác tinh thần của phim. Nó sẽ làm ta cười, làm ta căng thẳng, rồi còn làm ta cười trong lúc căng thẳng. Đó là một sự cân đối không dễ để đạt được, nhưng bằng một cách nào đó, đội ngũ biên kịch đã thành công. Họ khiến cho mỗi phân đoạn nơi tất cả những thành viên của gia đình góp mặt thật thú vị, đặc biệt là với những ai quan tâm đến cách viết thoại, khi không có nhân vật nào bị bỏ quên và đến những từ chen ngang, kể cả không hài hước thì cũng hé lộ thêm cho chúng ta những thông tin bổ trợ cần thiết. Những câu đùa có cường độ không nhỏ nhưng đều được viết một cách thông minh và được truyền đạt tốt bởi các diễn viên, giải cứu chúng ta khỏi những pha chọc nách không còn được chào đón nồng nhiệt bởi những khán giả Việt ngày một khó tính. Hoàn thiện về cấu trúc, nhưng lời thoại của bố già ấn tượng hơn nữa bởi sự nghiêm túc của nó. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai bố con ông Sang trong bữa tối thể hiện không chỉ độ am hiểu sâu sắc về thế giới của từng nhân vật, của giá trị truyền thống và hiện đại, mà còn thể hiện sự trưởng thành của biên kịch khi không cho phép phim đứng về phía ai cả. Hai cha con luôn được đặt đối xứng trước ống kính, không ai xuất hiện nhiều hơn ai và ai cũng đưa ra những lý lẽ sắc bén. Hóa ra, cảnh mở đầu phim cũng chẳng phải cảnh quay dài duy nhất và cũng chả phải cảnh quay dài hay nhất của phim. Với việc quay liên tục từ đầu đến cuối mỗi cuộc đối thoại quan trọng, phim làm được hai điều. Thứ nhất là khiến khán giả chăm chú chờ đợi cảnh quay kết thúc, và thứ hai là khiến khán giả bồn chồn không biết diễn viên nào sẽ là người mắc sai lầm đầu tiên. Từ đó, họ không có lựa chọn nào ngoài việc nốt từng lời, từng chữ, rồi là từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của mỗi nhân vật. Và thật may rằng đó là những lời thoại và là những diễn viên xứng tầm với sự tập trung của họ. Đó cũng là lời khen mà tớ phải dành không chỉ cho Trần Thành, Tuấn Trần mà toàn bộ dàn diễn viên. Màn thể hiện của họ là cú đấm mạnh vào một quan điểm được nêu lên không hề ít,
đó là điện ảnh Việt Nam kém phát triển là do diễn viên. Mỗi nhân vật trong gia đình giàu sang phú quý đều được xây dựng tỉ mỉ và thủ vai bởi một diễn viên vừa khít. Nên dù kém nhiều về thời gian xuất hiện so với ông Sang và Quán, thì mỗi người trong số họ vẫn cho người xem cảm giác như họ là những nhân vật chính trong bộ phim của riêng mình. Quả thật là như vậy. Dù ít xuất hiện nhưng họ cũng gai góc và phát triển không kém gì ông Sang và Quán. Sự phát triển của họ đối với tớ còn ấn tượng hơn, nhất là khi trong phần lớn thời lượng của phim, họ khiến khán giả tin rằng họ là những vật cản. Những khoảnh khắc con người của họ vì vậy mà lóe lên như những cú đánh úp đầu khán giả. Đau điếng nhưng không hề gây tức giận, bởi thực chất nó đã được báo hiệu từ trước, chỉ do ta từ chối quan sát mà thôi. Và điều đó giúp bố già làm nổi bật lên thứ cốt lõi nhất của mỗi câu chuyện, không phải những thứ luôn thay đổi theo thời gian như là chính trị, xã hội hay công nghệ, mà là con người. Và với việc đưa lên những nhân vật chân trụi, không ngần ngại phơi bày kể cả những khía cạnh xấu nhất của họ, hơn nữa là từ chối thể hiện quan điểm cá nhân về một thế giới không hoàn hảo, thì ekip bố già đã đảm bảo rằng câu chuyện này sẽ không trở nên lỗi thời theo thời gian. Tất nhiên, phim đã có thể khai thác sâu hơn những chủ đề thú vị như là thế giới showbiz đầy phức tạp của Quán và gỡ thêm một số nút thắt mà chắc chắn sẽ khiến không ít người đặt câu hỏi sau khi xem phim. Nhưng, với một câu chuyện gia đình vốn đã quá nặng ký thì sự tiết chế này là có thể hiểu được. Điều đó cũng không có nghĩa là câu chuyện lề này của Quán không được làm tốt. Với chút kinh nghiệm cá nhân về cách vận hành của showbiz Việt Nam và với việc đo lường phản ứng của cư dân mạng xã hội là một phần quan trọng của công việc, tớ vẫn đã tin vào chặng đường thăng trầm có vẻ như hơi cường điệu này của Quán. Và qua nó, một cách thuyết phục, tớ đã có những suy nghĩ tích cực hơn về thứ đang ngày một được đón nhận về chiều hướng xấu hơn này. Và đó cũng là cách mà bố già tiếp cận mọi vấn đề, luôn nhắc nhở chúng ta rằng đằng sau đống mây đen là mặt trời. Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ vì những lời khen có cánh này và cho là tớ đặt tiêu chuẩn thấp hơn cho phim Việt. Thì tớ xin được trả lời là thứ nhất, với một lượng phim quá lớn phim Việt được cho là hay là làm lại của nước ngoài, hay không làm lại thì cũng không có nhiều chiều sâu hoặc có thông điệp hơi lệch lạc. Rồi có chiều sâu thì cũng quá khó tiếp cận, và tiếp cận rồi thì quá dễ để hiểu sai. Thì tất nhiên, tớ sẽ phải phấn khích hơn với một tác phẩm thuần Việt nguyên bản xuất sắc, thứ mà trong thời gian quá dài khán giả Việt đã tin rằng là thứ không thể xảy ra. Còn đối với một tác phẩm như Raya and the Last Dragon chẳng hạn, sẽ cần được đặt lên bàn cân với những tác phẩm hoạt hình khác của Disney vào một thang điểm riêng mà theo đó, nó là một phim quá tầm thường. Thứ hai, việc có một thang điểm khác không có nghĩa là những gì tớ nói về bố già không phải sự thật, và việc nó làm được nhiều thứ đúng đến như vậy là một thành tích ấn tượng không chỉ ở Việt Nam mà điện ảnh nói chung. Thứ ba, tớ tin rằng một bộ phim còn cần được đánh giá bởi sự đóng góp của nó cho thế giới. Và thử hỏi xem, trước bố già thì ta sẽ gợi ý cho một người bạn nước ngoài nào đó bộ phim nào phản ánh đúng nhất đất nước Việt Nam hiện đại? Bố già đương nhiên không phải một phim hoàn hảo. Dù cực kỳ tâm đắc trong khi xem phim, cảm nhận được sức nặng của từng câu thoại và có nhiều khoảnh khắc xúc động, thì cảm xúc của tớ chưa được đưa lên đủ cao. Và dù tớ không muốn, thì ký ức của tớ về câu chuyện bố con ông Sang đã phai đi với tốc độ khá nhanh sau khi tớ rời khỏi rạp. Bởi vì dù là một câu chuyện xuất sắc, thì phim chưa phát huy tối đa sức mạnh của điện ảnh và còn thiếu những hình ảnh hay bản nhạc in sâu vào tâm trí người xem. Kịch bản của phim cũng chặt chẽ đến mức trở thành một điểm yếu, và nó đã có thể hưởng lợi từ những khoảng lặng, giúp khán giả kịp thấm thía hàng loạt câu thoại không hề dễ nhàn. Nhưng điều này không thay đổi được sự thật rằng Bố già là phim Việt Nam hay nhất mà tớ từng xem, và điểm cực phê này không phải dành cho sự hoàn hảo. Nó dành cho một cột mốc quan trọng của điện ảnh Việt, cho một nhân vật nữ mạnh mẽ mà những biên kịch của Hollywood cần học tập, và là một chút động lực để Trấn Thành và đồng đội có thể sớm cho ra mắt bộ phim tiếp theo. Bởi qua những gì tớ đã được thấy thì chắc chắn họ còn có thể làm tốt hơn nữa. Và đó là những cảm nghĩ của tớ về Bố già, theo đúng tinh thần không tiết lộ nội dung mà tớ đã được nhắc nhở ở đầu phim. Còn với những ai đã chót nghe được thông tin quan trọng, như là anh tài xế Grab chờ tớ về sau khi xem phim chẳng hạn, thành thật xin lỗi anh, thì đừng để việc đó làm ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của các bạn nhé. Bởi chặng đường mới là thứ quan trọng mà, chứ đâu phải đích đến. Còn với những ai đã xem phim thì các bạn nghĩ sao? Theo các bạn, Bố già đáng nhẽ có thể hay hơn nữa không? Và nếu có thì bằng cách nào? Hãy để lại cảm nghĩ của các bạn trong phần comment, và hãy tránh thật xa nơi này nếu các bạn chưa xem phim nhé. Cảm ơn các bạn vì đã xem và hẹn gặp các bạn ở rạp chiếu phim. He's looking at you, kid. Got it. Look at me.
more than I've ever loved anyone.